ưa mén hả? Ưa má nè, má đang ở trong nhà bác Quang á. Này này nghe, con nói là cô đó chuẩn bị hai sữa soạn đi qua gặp má nhà bác Quang. Nói với cô á là má lo công chuyện của cô xong rồi đó, kiếm chồng cho cổ đó. Đỏ bảy nè, cổ lấy tài chứ bác Quang già sắp chết này. Nói cô chuẩn bị qua liền nghe, để lâu tài nó để ý. Okay. Đâu có ai chịu đâu mà đổi ý. Cha mẹ đặt đâu con làm đó. Ba, con không muốn đi Mỹ, con muốn ở lại quê hương. Bởi vì quê hương là chùm khỏe ngọt cho con trèo hai mỗi trèo. Mày trèo mà té thấy mẹ mày á. Bên Mỹ thiếu gì khác, chua ngọt cũng có mày. Thôi bây giờ về đi, không còn thì giờ nữa. Cha con đừng nói dần lân nữa. Con bạn không, nói cho gần gũi hơn là con dâu của anh nó sắp qua đây nó ra mắt anh rồi. Nhưng mà vậy đi, trời ơi anh Quang ơi. Sao? Làm ơn anh kiếm bộ đồ nào thay cho ra con người chứ con không ra con người. Trời ơi. Tôi nói anh nghe, tại vì tôi lỡ tôi giới thiệu con bạn của anh là dân chơi thứ thiệt rồi mà nhìn anh tôi thấy cuối quá. Cũng giống dân chơi cầu ba cẳng đó mà rụng mẻ hai cẳng còn có cẳng một rồi. Cái bộ đồ nào khác thay anh Quang. Được rồi. Không còn bộ đồ nữa chứ hả? Đồ ổng đem ra ngoài tiệm cầm đồ hết rồi. Mày hiểu nha mày, tôi có cách đó lẽ đó. Tài ơi tài, còn muốn làm gì vậy? Tôi nói con nghe nghe, trời ơi tôi thương con quá à. Đây nè con là hên lắm nha, nhờ buổi ngựa con mới được đi Mỹ đó nha. Bộ đi qua Mỹ là hên hả? Con biết là con tuổi ngựa, nhưng mà từ nay trên lưng con ngựa này sẽ có một vết thù. Người ta gọi nó là vết thù trên lưng con ngựa Quang. Trời ơi con ơi, là con đi Mỹ mà con không có thích đi Mỹ đâu, con nói thiệt với con. Nhưng mà vì chữ hiếu con phải lấy vợ phương xa nên trả nợ cho ba vậy. Thì đó, như vậy thì tao gọi là trả nợ tình xa. Nhưng mà con tức, con hỏi cô là ngày xưa Thúy Kiều cũng bán mình chuộc cha mà sao bà bán có giá quá. Nó bán tới 1000 cây vàng, trong khi đó con có mấy chục cây. Mà cô nhìn đi, nhan sắc của con đâu có thua gì Thúy Kiều. Người ta là mỹ nhân, người ta người đẹp, người ta bát ngàn lưỡi vàng là đúng rồi. Ông là đực rượu mà ông xấu nữa. Tôi đánh giá ông gì là đúng rồi. Ông hỏi cái tiền thở là tôi ăn được nắng không vàng. Mệt không á nha. Anh Quang, anh làm chuyện trọng lâu quá vậy. Anh đừng có nói với tôi. Lòng lạc và bắt con nạp mạng cho con cọp nè.
ba, con mà lấy con này là không bao giờ con gặp được mặt ba luôn á. Ôi trời ơi, anh ơi là anh khéo lo. Nhảy. Ngựa ở đây đó hả? Nó quánh đến con à. Ui, con định làm nó sợ con. Ôi trời ơi, cho đây em bảo nè, ngựa này sao mà nó giống ngựa cò quá nhỉ? Nó chê rồi. Ngựa đỏ hay là ngựa cỏ hay ngựa rơm gì thì em cũng đưa chào về dinh tốt tuần tuần. Lại đây với em nào. Nói thiệt chị Tư ơi, tôi nhìn hai đứa đẹp đôi quá trời quá đất. Dạ. Thiệt á, tôi nói thiệt, hồi đó giờ mỗi đêm tôi đều đốt nhang cầu nguyện mong sao có một những đứa con dâu người Bắc để tôi được ăn rau muống chấm tương. Bữa nay được rồi. Dạ đâu, 3 tháng nay không ăn được miếng gạo, ăn rau muống không mà sao. Vậy là con giàu chắc bán được đó bác con. Bán khắp thế giới. Bố biết không, để con cho bố mấy cái nha. À, được. Ê, gì? Chào. Gì con? Gì bạn? Thiệt tình là ba bán đứng con phải không? Bán đứng bán nằm đâu phải bán. Tôi chết. Con nói cho bà nghe nè. Bây giờ không thể nào như vậy được đâu. Sao? Con mà lấy bà này là không qua khỏi cái mùa trung thu này luôn. Tại sao? Bà nghĩ đi. Dạ thưa bố, con xin phép bố dẫn chồng con đi sắm đồ cưới. Ôi, ai đó là đúng liền luôn. Dạ, kể từ đêm nay, con xin phép bố cho chồng con vào ở trong khách sạn luôn với con để con tập huấn luyện. Con nghe huấn luyện thì bà xỉu lên rồi. Tối nay vô khách sạn á, rồi em thôi đừng có quấn nha con. Dạ bố yên lòng. Mỗi ngày á, con sẽ cho anh ấy nhai mấy củ sâm cao ly. Gì? Tướng của bà đó, con ăn cầu 20kg lô sâm con kham còn không nổi á. Bà nghĩ sao vậy? Ba thằng chồng trước của bà quy tiên bập trong vòng 3 tháng thôi. Con chắc chắn là thằng thứ tư à. Trời ơi, ba thằng trước là nó bị đụng xe chết, còn tối nay nó đụng mày. Mày thấy người đụng người chết bao giờ chưa? Còn mày phải định gì? Vậy bây giờ con nếu mà ba quyết định cho con lấy bà này, con yêu cầu ba một điều duy nhất đó. Yêu cầu đi. Khi nào con quy tiên, ba hãy ghi trên mộ phần con một câu cho hồn con thanh thản nơi chính xứ. Ghi là Nguyễn Văn Tài là anh dũng hy sinh về chữ hiếu. Cái vợ mà làm dữ. Không, biết không? Bạn 1.000 mà nhân 2. Bà đang ngủ nha. Bà giờ nó bằng quyết định như vậy á. Trời ơi. Bà cho con đi từ giả hạt bà bán đủ. Bởi cái này con đi, con biết đặt. Đặt tích giữ nhiều. Tốn nhiều quá đi đi. Con đi nha. Nhớ mày không có tốn quá. Anh, nè ra đây. Anh bà con xỉu con đi luôn á. Đi nhanh nhanh nha. Chồng đi tham gì mà chả biểu hiện
quan tài bây giờ không còn là quan tài hồi sáng nữa đâu. Đừng có tiền để trả cái đại ca tao chưa mày mà ăn mặc con lành rồi. Ê, mày là thằng nào thế mà dám vào đây bố láo bố lếu thế, coi chờ bằng bụng thế kia. Chắc đồng nghiệp đang đi đòi nợ đó. Đòi nợ cái mặt bố mày, mày nghĩ gì mà mày bảo tao về rồi đi cái là đòi nợ. Cái mặt công nhân từ phúc hậu như thế này mà mày bảo tao là chủ nợ hả? Cái thằng đầu trâu mặt ngựa, mỗi lợn một cá sấu. Đây, đây là để nhất dân chơi hôm nay đó. Hố bom mà còn lấp được hố thì hố nay. Này, còn cái ngữ của mày ấy, mẹ vừa lồn mà vừa bụng bựng xấu. Này, này bà mà tát một phát ấy, thì mẹ và dòng họ ra nhặt răng không kịp nha con. Ủi còn chán chứ thưa nhiều quá. Tao cũng xin hân hạnh giới thiệu với mày. Tao Việt Kiều Mỹ. Tên Việt Nam là Lê Vân. Tên Mỹ là Louis Vuitton. Này, chúng mày có thấy cái này cái gì không? Móng tay. Tiếng Mỹ gọi là leo. Với cái leo này á mẹ, có dừa khô mà còn bóc được chứ mà uống gì bỏ quýt. Này, quýt thì bà chỉ cần một phát thôi là lòi đến tận hồn chăn các con nha. Bà là cái thái gì ở trong cái nhà này mà bà dám ký được chuyện của tôi? Bà là phu nhân của Nguyễn Văn Tài, con dâu của Nguyễn Văn Quan. Kể từ giờ phút này thằng nào mà đụng vào quan tài là bà sẽ cho vào nằm trong quan tài ngay lập tức. Nhưng mà bố bà thiếu tiền tôi mà. Bố tôi tao thiếu tiền mày thì mày cũng phải từ từ chứ. Mày ngồi xuống. Tao nói cho mày nghe nhé. Mình là người có ăn học không? Mình đi đòi nợ thì mình cũng phải lịch sự chứ đúng không? Mình vào đòi nợ người ta thì mình phải năn nỉ ôm người ta. Chứ mày làm cái gì mà mày hùng hổ, mày sợn sợn vào nhà người ta. Mày ăn tươi nuốt sống người ta. Mày phụng mang chồng má nhà thằng kia. Tao hỏi mày, mày thiếu tiền cho bao nhiêu tiền? Bố, xin lỗi bố không nhầm. Cái mặt bố mà con tưởng cái mặt thằng kia bố mạng này. Bố chẳng nghe từ trước tới giờ bố cứ nợ cái khốn nạn bao nhiêu tiền hả bố? Bố cũng nhớ con. Ai thiếu bố thì bố nhớ. Bố thiếu người ta ít khi bố nhớ. Bố ta không nhớ. Ê Quan, 22 cây vàng, 8 triệu một cây, 176 triệu đúng. Ê dâu, trả nó chẳng 180 triệu không con? Dạ, tuân mệnh bố. Này, bây giờ thế anh muốn lấy tiền mặt hay là tiền đô la? Tiền nào cô đưa bây giờ? Có thế, hai mấy cây vàng mà làm cái động đất á. Này, tao đưa tiền cho mày đây này. Ở cái tiền này nhá, trong này còn dư 4 triệu. Cầm lấy, này. Cầm lấy về đi. Cút ngay nhá, mày mà đứng đây là bà cho mày ăn run xào đĩa luộc á. Rồi nấu canh nữa nhá. Đi mày. Ê, xong quá. Cầm cây thuốc hút cho bỏ thổi. Bà đang làm dâu hiền nữa sao?